Ở tập vlog trước, anh em mình đã cùng đoàn ô tô XR Sài Gòn ra Phú Yên qua rất nhiều cung đường biển đẹp của miền Trung. Và sau một đêm nghỉ ngơi, trong vlog này anh em mình sẽ tiếp tục bắt tiến xuyên Việt ra Hà Giang. Ngày tiếp theo sẽ là ra Hội An chơi. Trong tập này vẫn sẽ là những cung đường biển tuyệt đẹp và trải nghiệm văn hóa ẩm thực của Hội An. Anh em tiếp tục theo dõi hành trình xuyên Việt 14 ngày, chia làm nhiều tập vlog với anh em của Thanh nhé. Sáng nay đi Hội An để ghé qua Quy Nhơn xíu, hai túi đi, tiện không? Lạc lên khác nữa. Đây nó có một cái móc khó. Cái móc khó đây, mình sẽ vòng dây cố định vô này. Ok, lên đường đi Hội An. Sáng nay hai anh em mình sẽ ăn sáng với cà phê xíu với mấy anh em hồi tối đấy rồi mới đi Hội An. Họ giới thiệu với mọi người quán bánh xèo 94 Lê Trung Kiên. Ở đây có hai món best sell, đó là món bánh bèo thơm mềm với nhiều trà bông và bánh mì giòn ăn với nước mắm ngọt đặc trưng của miền Trung, rất là đã. Và món bánh xèo hải sản rất là chất lượng. Cái vỏ bánh nó giòn nha và mực rất tươi, ngon do ở ngay gần biển này. Bây giờ chia tay nhóm bạn. Tạm biệt mọi người. Về Sài Gòn an toàn nha. Nhớ nha Tuấn Lê BOT. Chấn động luôn. Ok, vậy là chia tay anh em XR Sài Gòn. Các bạn sẽ chỉ ra Phú Yên này dưới hai anh em mình thôi, rồi sau đó là sẽ quay đầu về Sài Gòn. Còn hai anh em Thanh và Quang Thu sẽ đi tiếp ra Hội An trong ngày hôm nay, rồi từ từ tiến ra tới tận Hà Giang. Hai anh em mình sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người những con đường biển đẹp nhất ở miền Trung. Bất cứ đoạn nào mà có đường ven biển có thể tiến ra Bắc là bọn mình sẽ ưu tiên. Là bọn mình sẽ ưu tiên đi thay vì chỉ đi quốc lộ 1. Mấy xe khách này trên đường chạy Bắc Nam á, nó chặn đường rất là ghê. Mà anh em mình có thấy nó chạy ở trong lên trong như này á, tuyệt đối không có vượt phải nha. Tuyệt đối không có vượt bên phải đó nha. Mà xe khách nó có thể dừng lại chạy khách bất cứ là ép mình vô là rất là gì. Thấy mấy cái xe 7 chỗ hay là 4 chỗ tương tự nha. Nếu mà đi mấy xe con, thấy mấy xe con mà nó đi mấy cái lên trong mà nó đi chậm chậm là anh em cứ vượt bên trái nha. Vì tụi nó có thể là quẹo vô là đột xuất á, không lường được. Xe nó quẹo là quẹo chứ không chỉ nhanh được nha. Đó, xa xa là thấy Quy Nhơn rồi kìa các bạn. Trung tâm Quy Nhơn. Anh em mình dừng bên phải đi, để cho mình thấy cái tượng đài bên trái nè. Đây, nó có cái chỗ lề này để leo ra này. Rồi chắc để quay xe lại chỗ này. Ok, là một tấm hình ha. Tiếp tục từ Quy Nhơn ra Hội An, tụi mình vẫn sẽ chọn đường ven biển Trung Lương qua quốc lộ 19B và DT639 bằng cách là đi qua cầu Nhân Hội. Đi thẳng một đoạn qua con đường nắng cát của quốc lộ 19B, các bạn sẽ bắt gặp một tượng Phật khổng lồ ở trên sườn núi. Nhìn thẳng ra biển, có thể bao quát cả một vùng rộng lớn. Đây là tượng Phật chùa Ông Núi, cao tới 69m. Tượng tương đương với tòa nhà đâu đó cỡ 15-17 tầng, có thể nhìn thấy từ rất xa và từ dưới chân núi có tới 960 bậc thang để đi lên tới bức tượng.
ngày xưa khi chưa có tượng Phật, nó là một ngôi chùa nhỏ nổi tiếng rất là tâm linh. Bây giờ thì doanh nghiệp người ta đầu tư nó thành là một địa điểm kinh doanh, không còn giống như trước. Từ chỗ tượng Phật, anh em sẽ rẽ vào DT639 để tiếp tục đi đường ven biển để né quốc lộ 1A rất là đông đúc. Cung đường này rất là thoáng và ít xe, cảnh thì bao đẹp luôn nha. Anh em lưu ý là chạy đến cuối đường nó sẽ có một cái đoạn đường bê tông các khúc cua rất là dễ té, cho nên anh em đừng có thấy đường đẹp mà chạy nhanh quá. Từ điểm cuối Bình Định cho đến đầu Quảng Ngãi trong khu dân cư, anh em để ý tốc độ ha. Tại sao mình nhắc vậy thì anh em tự hiểu ha. Chạy một mạch qua Quảng Ngãi và Quảng Nam sẽ có thêm một vài đoạn ven biển rất khá là đẹp. Thấy lũ vàng này là mình nhớ đến Mù Cang Chải, cái đi năm ngó mình đi ghê. Trời ơi, cảm giác nôn nóng muốn quay lại Mù Cang Chải mùa lúa chín này quá. Tới gần thành phố Tam Kỳ, anh em sẽ rẽ vào trong, có một cái đường song song với quốc lộ 1A tên là Võ Chí Công. Đường rộng mà rất ít xe, có thể chạy thẳng một mạch tới thành phố Hội An. Tuyến đường này được thiết kế để nối sân bay Chu Lai có thẳng tới Hội An và Đà Nẵng, giảm tải cho quốc lộ 1 để du khách có thể thuận tiện di chuyển hơn. Cho nên anh em siêu việt nên tranh thủ trải nghiệm con đường này nhé. Nhưng mà thỉnh thoảng cái con đường này cũng nên để ý tốc độ. Vì tụi mình đi nghỉ mùa nghỉ lễ cho nên là không còn phòng ở Hội An, cho nên là phải book phòng khách sạn khá xa một xíu. Cái chỗ này cách Hội An 17 km. Tính đến thời điểm này tụi mình đã chạy được khoảng 1.000 cây số trong 2 ngày. Túi và xe quá nghĩ các bạn. Công nhận là cái lưới này nó tiện thiệt, trồng được hết mấy cái đồ linh tinh ở trên nè, cần gì cũng rất là dễ lấy. Cái gì lên tầng 3 luôn hả? Có thang máy không? Cái tầng nào thấp thấp đi, cái tầng nào thấp thấp đi anh, mang đồ nhiều mệt. Bỏ thang 3 gì đâu đi, 2 mà. Hả ha? Ở đây nó tính vậy đó. Vậy hả? Cái này là 1, 2, 3. Hai cái túi này rất là tiện, nhẹ hơn là gắn thùng, nhưng mà phải để dây nhờ chứ không chứ mà quên á là nó sẽ cuốn vô bánh xe nha anh em. Mua hai cái túi này đáng tiền ghê. Khách sạn quá, thang máy xách hành lý. Khách sạn này 285k một đêm, độ thấp ổn. Cách Hội An 17 km. Cái mùa Hội An cháy phòng thì các bạn đi xa một chút để có thể có phòng chất lượng như thế này mà tiết kiệm nửa giá như tụi mình. Hôm nay đi
300 cây đúng không em? 360 cây. Tranh thủ tối nay đi ra Hội An chơi. Bình thường nếu mà nói từ khách sạn mà đi Hội An 17 cây nghe thì thấy xa hơn. Nhưng mà đi xuyên Việt á, mỗi ngày tụi mình chạy 300 cây, 500 cây, tự nhiên nghe 17 cây nó cũng thấy bình thường các bạn. Đây là lần đầu tiên mình đi Hội An, xá rất là đông nha các bạn, còn hơn là Sài Gòn. Đây là cái khúc ngồi rìu phố cổ ha, cảm giác không khí nó khá là giống hơn ở Kuta, Bali nha. Cũng cái nóng nhẹ nhẹ nè, nhưng mà nó không có nực, rồi rất là đông vui. Mấy cái con đường nhỏ nhỏ phố cổ rất là giống Bali nha. Ở đây mọi người gửi xe là mọi người nhớ chụp địa chỉ nha, như vậy để con biết chỗ mà quay lại nha. Bởi vì trong khu này nó rất là đông thì sẽ rất là khó tìm xe lúc mà quay ra nha. Giờ tụi mình đang đi vô khu phố cổ chính nè. Cái mẫu thuyền buồm này là chiến thuyền, thương thuyền thời Nguyễn nha. Dân mình học hỏi cách đóng tàu của phương Tây, thời Napoleon, Victoria đó. Cái model này cũng là cùng thời với thời nội chiến Mỹ nè, thời Shogun Tokugawa Nhật Bản đó. Nhờ cái thời đại khám phá thế giới đó mà chúng ta có thành phố thương mại cổ Hội An như ngày nay, một thời điểm lịch sử rất là nhiều biến động của thế giới. Đây là chùa cầu nổi tiếng nè, nhưng mà hình như là nghe nói là hôm nay xui với mình là người ta rào lại để bảo tồn. Xui ghê, không có được trải nghiệm lần này. Bên này hình như có đường dẫn đi ra đâu đây. À, đây chắc là cái con sông Thu Bồn nổi tiếng nè. Này mới chính là chỗ chính rồi các bạn, thấy mọi người tập trung đông thiệt. Hồi này có vẻ như là khá nhiều hàng quán. Ok, chắc tụi mình sẽ thử kiếm cái món gì ngon ngon ăn thử nha. Xem thử ở đây cái đặc sản gì ngon hay là cái món gì đặc trưng của Hội An ha. Mấy cái thuyền rồi lồng đèn nó tạo cái cảm giác lễ hội ghê các bạn. Cảm giác mà dạo bộ mấy con đường phố cổ này cho mình cảm giác như là lạc vào thế giới khác, cái thời đại khác vậy các bạn. Cảm giác như là mọi thứ chậm lại, bình yên như là ngày xưa cũ. Vô phố cổ Hội An á, rất là dễ bắt gặp cái trò bài chòi này. Cách chơi nó gần giống như là hát lô tô ở miền Nam các bạn. Người chơi sẽ lấy một lá bài gồm có ba pho tượng tướng như giống như ba số lô tô vậy á. Rồi sẽ có một người bản trò bóc một thẻ bài rồi hát một cái điệu hát để gợi ý cái tên thẻ bài. Người chơi sẽ nghe và đoán đúng 3 lần tương ứng với lại cái tên pho hay là cái thẻ bài đó thì sẽ thắng. Phần thưởng nó sẽ không có mang tính vật chất mà kiểu như là quà tặng đặc trưng của Hội An như là đèn lồng hay là đèn hoa đăng. Tiếp tục vào chơi Hội An, dọc con kênh tụi mình sẽ kiếm gì đó để ăn tối. Chạy mấy trăm số, chạy sáng giờ chạy mấy trăm cây số nên mình cũng khá là đói các bạn. Đây là nguyên liệu của món cao lầu đúng không? Sợ mì khá giống như mì Quảng, đặc trưng của Quảng Nam. Có mấy món thịt nướng này, nhìn khá là hấp dẫn. Tôm với trứng cút nữa, bên này là nước dùng. Bên này có chè nữa, ăn cao lầu xong mình sẽ ăn chè cho mát ha. Khu du lịch nổi tiếng nhưng mà trong phố cổ này giá rất là bình dân nha mọi người. Có lẽ là do chính sách bình ổn giá của ban quản lý du lịch Hội An. Tụi mình gọi hai cao lầu và hai nem lụi. Cao lầu khá giống như mì Quảng nhưng mà cộng mì với lại topping nó khác chút xíu. Nghe bảo là hồi xưa ngồi trên cao lầu cho nên gọi là quán, cho nên gọi là món cao lầu. Đây hình như là da heo chiên giòn nè. Rồi mình trộn đều lên với nước dùng thấm bên dưới ha. Cộng mì rất to và dai nha. Nói chung là toàn bộ cái tô này cái vị gì cũng lạ hết. Nước dùng rất là đậm vị, thơm rất là khác biệt so với bún hay phở. Quý vị, cái gì đó lạ lạ, không biết có phải da heo hay cái bánh gì nữa. Nói chung toàn bộ cái tô này cái gì cũng lạ hết. Nem lụi nó mỏng dính à, cây sả bự chả bá lửa luôn. Tụi mình ăn thêm chè để tráng miệng ha. Chè ở đây rất là phong phú đủ loại, và các loại nước dừa nữa. Anh em mình sẽ gọi hai tô đậu hũ đá nước dừa. Ngồi ngắm nhìn ra xong, mọi người đi lại đông vui quá. Làm hai cái tô đậu hũ giải nhiệt thì là đã. Có mấy cái topping dừa
tròn tròn, ăn dai dai ngon miệng, nó rất là mát, rất là đã. Nãy giờ mới biết là ăn đậu hũ nó bỏ đá như vậy. Nãy giờ toàn ăn đậu hũ nóng không à. Ăn đậu hũ đá thấy nó rất là mát, rất là ngon. Tới Hội An mình mới hiểu vì sao thế giới người ta bảo tồn mấy khu phố cổ như thế này. Đi giữa kiến trúc đặc trưng đồng bộ như thế này rất là đẹp. Nhà cổ với đèn lồng khắp nơi, nó ra cái chất rất là riêng. Khách du lịch họ mới thích. Mình nghĩ là mấy địa phương mới nổi du lịch trên cả nước như là Phú Quốc, Mù Cang Chải, Sa Pa hay là Hà Giang á, nên nghiên cứu làm sao để xây dựng thì cũng nên quy hoạch đồng bộ để có kiến trúc riêng. Đừng có xây nhà kiểu người Kinh hiện đại ở mấy thành phố lớn nhìn rất là chán luôn. Ví dụ như ở Hà Giang người ta có khu phố cổ Đồng Văn nè, hay là nhà cổ Bao, nó ra cái chất riêng của địa phương á thì khách du lịch họ mới mê. Đặc biệt là đừng có xây thêm mấy cái Venice, Vinpearl kiểu Tây ở Việt Nam nữa. Nó vừa đụng hàng mà vừa nhiều, vừa chán lắm luôn. Du lịch á, một là kiểu văn hóa địa phương, hai là kiểu gần gũi thiên nhiên á, thì nó sẽ không bao giờ lỗi thời. Các bạn có đồng ý với mình không? Tại sao mà Hội An đông nghẹt khách Tây lẫn ta, mà shophouse ở Vinpearl nè, Nova World, Phan Thiết hay là Hồ Tràm á, cái mùa này là ế chổng chơi luôn. Vì mấy chỗ đó người ta tới chơi rồi chụp hình nó đều quá giống nhau đi, thành thử ra nó không có nhiều sự khác biệt. Bên này xong nó có vẻ là nhiều quán bar cho Tây hơn bên kia. Bên kia là quán ăn truyền thống. Anh em mình sẽ chọn một quán rồi lên gọi ly cocktail để chiêu chiêu nghe nhạc thư giãn ha. Ngắm Hội An nghỉ ngơi. Anh em nên ghé Hội An chơi nếu mà đi xuyên Việt nhé. Bởi vì trải nghiệm ở đây rất là thoải mái, rất là vui nha các bạn. Trong tập vlog tiếp theo sẽ là hành trình xuyên Việt vượt đèo Hải Vân để giúp Hùng Quang. Đây là con đèo nguy hiểm nhất miền Trung, cũng là con đèo nổi tiếng nhất của các vượt thủ. Cảnh quan thiên nhiên thì vô cùng đẹp. Sau khi vượt đèo Hải Vân, tụi mình sẽ đến Huế để ăn tô bún bò Huế chứa danh cả nước và tham quan thành cổ Quảng Trị. Từ trên cao mới biết được đây là pháo đài dạng ngôi sao bốn cánh, theo kiểu pháo đài cùng thời của châu Âu do vua Gia Long nhà Nguyễn cho xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 19. Sau đó mình sẽ tiếp tục khám phá kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam, đó là động Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là hành trình xuyên Việt mà Thanh sẽ đem đến cho các bạn đầy đủ chủ đề về cảnh quan thiên nhiên, đồ ăn ngon, văn hóa con người và di tích lịch sử xuyên suốt Việt Nam. Nên mình hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh ủng hộ cho chuyến đi của mình và tiếp tục theo dõi, vì các tập tiếp theo sẽ rất là thú vị.